là C với A công nhau mới đi một lần. Dễ hình dung. Dạ, để tụi em tap cho anh, cho tụi em xin cái số Zalo tụi em add anh vào nhóm, rồi anh gửi cái tài liệu lên nhóm á. Có cái tài liệu nào nói. Sáng em gọi qua lúc mai lúc tập trời nóng, nhà này lúc sau mất sóng gọi lại anh không được. Thay như kêu chắc kẹt đi qua bên Dami rồi chắc anh quay lại rồi. Dami thì mình ở bên này học 3 ngày. Đi Dami này. Ra điện mặt trời mà. Có lịch ra đi mặt trời mà nó. Dạ, có lịch ra đi mặt trời. Mấy cái tiết địa bên Dami Solar là mình có điều khiển từ xa được không, hay là phải ra trạm điều khiển tại chỗ anh? Tất cả các tiết địa bên ngoài trừ hai tiết địa 7/6 đường dây á, khi đường dây á là người ta sẽ điều khiển bằng động cơ từ xa và nóng thường. Bữa trước nó về nguyên lý thì cái dao nó luôn nóng tốc độ cao á, nhưng mà anh thấy nó điều khiển bình thường để không có nóng bằng tay quay thôi, còn tất cả còn lại như là nó không có yên tâm về cái hệ thống SCADA hay sao mà nó phải bắt buộc phải điều khiển tại chỗ hết. Có thể cấu trúc người ta sẽ không thiết kế, vì thứ nhất là quay bằng tay thì mới có interlock của con người. Nên mình điều khiển bằng cao tốc địa mà điều khiển bằng đồng cơ thì nó có rủi ro về interlock, về lỗi mạch. Nên mà giao tốc địa thì khả năng thao tác rất là ít, nhưng mà nó áp rất là ít. Nên mình có thể điều khiển quay bằng tay. Vì lúc đó mình cần kiểm tra xác nhận là con người, chứ còn tất cả các cái ông mà ông điều khiển bằng động cơ sẽ có ngoài interlock ra, interlock bằng mạch á thì nó còn rủi ro và interlock làm nhầm. Giao tiếp địa mà làm nhầm thì cực kỳ nguy hiểm. Và cái thao tác giao tiếp địa là gần như có khi cả năm mình làm một lần chẳng hạn, đúng không? Vào giữa hoặc gì đó thì khi mình thao tác tại chỗ gần như là thiết bị nó ngắt không điện mà. Làm bằng tay quay nó cũng vẫn là yên tâm. Thứ hai là có thể giá thành nó sẽ thấp hơn. Nó nhất thiết mình phải là nó chỉ đưa cái tín hiệu trạng thái mà thôi, giám sát cái đóng mở thôi, chứ không có thiết kế điều khiển từ xa. Có điều khiển từ xa, có điều khiển đường dây. Đường dây thì có dòng có bị rung nữa, khi đóng là sẽ có bị đường có cảm ứng á. Cảm ứng ở trên lưới về. Đóng cái tiền thì sẽ nguy hiểm. Đây này em mở cái hình này, điều khiển ARC có điện mặt trời. Con này ra đi. Do cái hình này em dưới cùng cái hình đó. Thì đó là điều khiển của mình đó. Điều khiển với công nghệ FCC. Thì bên này nó có cái OCC nữa, và sau này hàng tuần trong Mi họ sẽ thiết kế điều khiển từ cái trung tâm OCC ngoài khu nhà máy điện mặt trời. Thì nếu mình chưa có thiết lập cái đường điều khiển đó thì bây giờ mình đang có ba cái đường A công và A SPC. SPC ở đây thì là điện lực, ví dụ như là bình thuận như gì đó, bình lạc bình thuận. Thì đa phần những đường truyền này bây giờ chủ yếu là cho cái F 5 đó, cái không điều khiển. SPC thì nó sẽ truyền cái đường mà phối hợp bảo vệ xa với
linh, ví dụ điện mặt trời có đức linh phải không thầy? FPC nó không đi theo cái đường A22, nó đi theo đường FPC á. Thì trong này thì đó, nó là bên A0 nè. Tức là đây nó sẽ cho này A0, nó cấp quyền rất là rõ ràng. Ví dụ ông A0 á, mình chọn cho A0 điều khiển, mình phải tích với chỗ A0 á, mình để mình tên nó. Và xuống dưới là mình cho A0 điều khiển theo cái gì. Tức là A0 nó sẽ ra lệnh ông bật khóa là A0 và Q cho tôi hoặc bật B cho tôi á. Nó làm cái đó, là mình sẽ chọn. Chứ không phải ông A0 cứ vui vui là nó xét được của mình, nó có. Khi nào mình bật lên và bên đó thay đổi thì mình mới thay đổi. Còn A2 á, thì nó mình sẽ cho họ điều khiển cái máy cắt nào. Cái ông ATS nó thiết kế rất là chuẩn. Chứ vì khi mà mình test boy to boy với A0, A2 á, nhầm có chứ. Ông gửi cái biến cho tôi mở 431 mà gửi lộn chẳng hạn, sau này nó lỗi gì đó, nó thành mở 4326. Mà bên này rất là kỹ, đúng 431 tích vô hay là 171 và cấp cho A2 điều khiển cái máy cắt 171 thì A2 mới mở được 171, không thể mở được 172, cho dù không có sai cái gì đi nữa, không bao giờ mở được. Mình cấp cái quyền điều khiển là những cái hạng mục, những cái thiết bị nào là đó, A2 là sẽ điều khiển được cái các đó. Thiết bị đó là thuộc A2 đấy chẳng hạn, và A2 chỉ điều khiển được những cái thiết bị khi em tích vào A2 và em chọn 171 thì A2 chỉ được mở 171. Nó rõ vậy đấy. Còn tất cả cái nhà máy này là nó điều khiển theo cái đường truyền thông của nó, chẳng hạn có thể là sau này nó lỗi gì gì đó, ông mở 171 ra 172 thật, có chứ không phải không có nha. Nhưng mà đây là hay là cái là bên họ thiết kế cho mình luôn là một cái khóa thêm một cấp nữa, chọn A2 mà cho điều khiển cái gì. Còn A2 kia là ông thì ví dụ ông mở 171 mà ông mở nhầm có 172 có chứ. Có người ta mà nguyên một cái sơ đồ mà cả hệ thống miền Nam nhầm có, nhưng mà ông này ông cần cái hay là ông làm thêm một lớp khóa nữa là hay đấy. Chứ sau này em về DC thì em chưa chắc là có cái khóa này, cái khóa mà chọn cho điều khiển đó. Vì vừa rồi mình thử và mình thấy các cái biên bản như dù Hàm Phú này cũng bị dính, cũng không có cái này, không có cái khóa tách khóa, là cứ cấp A không điều khiển là A không điều khiển BQ thoải mái luôn. Không thích rai thông số nào không rai. Thì bên này của ATS họ làm rất là kỹ, tách biệt các khóa ra A không nhưng với điều khiển cho A không làm gì. Còn những nhà máy kia là chưa làm được, không biết sau này có làm được không. Thì mình có đọc một số biên bản thử cốt COD á, là nó yêu cầu là phải tách ra, là làm gì như thế này này. Này phải vậy nó mới đúng nha. Tại... và khi thế này nó có cái hay là gì, khi ông cấp quyền đa công và ông cấp sức control đó, cái cuối cùng á, và ngoài thiết bị em cấp A công B thì những thiết bị còn lại thì em sẽ được điều khiển tại nhà máy khi có sự cố không sao ta. Còn nếu em không làm được việc đó, khi em cấp quyền A0 thì nhà máy bị khóa sạch. Chú ý anh nha, nhà máy không điều khiển được gì luôn. Khi em bật A0 điều khiển, tức là nó chỉ một cái mode sang cấp. Nó chuyển sang cái ra cái điều khiển sạch luôn. Mình không có quyền điều khiển. Nhà máy đây cũng đang bị này, nhà máy thủy điện thông thường này, điều khiển mới. Tức là mình cũng chưa đánh giá vấn đề đó là nó như thế nào. Nhưng mà khi mà ông cấp quyền lấy đồ OC á, thì tất cả các thao tác trên HMI tại DCF nhà máy không thao tác được, cực kỳ nguy hiểm. Đúng không? Ví dụ tôi cấp OCC chẳng hạn, như này làm nó đọc tôi cho anh điều khiển gì? OCC, ví dụ OCC người ta đâu có thể điều khiển hết tất cả các thiết bị nhỏ chứ. Nó là một trung tâm, ví dụ như mình phải gọi là trung tâm giống điều đồ á. Điều khiển những thiết bị đóng nắp trên 110 thôi, ví dụ đây chẳng hạn. Ông chuyển một cái tất cả là ra hàng ra ngoài kia. Ông tìm luôn. Ông thì nó quá hết trên HDMI thì ví dụ mình cần xử lý cắt cái một pin inverter nó chẳng hạn. Đúng không? Mình muốn mở thiết bị nào đó đóng ngắt không thuộc quyền điều khiển nhưng mà mình vẫn bị khóa. Tại dở không? Vì nó khóa luôn. Nó không cho điều khiển. Chính nhà máy mình đang bị chưa tách ra được, nhưng mà mình thấy ông này làm rất là chuẩn. Cái này tách ra luôn được. Tách. Thì nó rồi em cấp cho A0 và em chỉ cấp B tất cả thiết bị đóng ngắt còn lại em vẫn điều khiển được. Đúng chưa? Là chuẩn. A0 chỉ quan tâm đến chuyện điều khiển B thôi. Đúng chưa? Và lúc đó nhà máy không điều khiển được B vì mình đã cấp quyền trong A0 rồi, mình không thể can thiệp được. Là các nhà máy điện mặt trời vừa rồi thử là đa phần bị dính cái này, là gửi ra gửi chung hết luôn. Ông không có khóa bật BFB, là lúc đó là ông cấp A0 cái là ông ngồi nhà máy ông thịt luôn, không làm không gì. Không can thiệp vô được phía nguồn của mình điều khiển thua luôn. Mình không điều khiển tại thiết bị được luôn. Đúng rồi, nó khóa ra mà không tại thiết bị thì được.
ý là phần HDMI tại máy data em server. Là quyền điều khiển em ở cấp DSS đó là điều khiển trên giao diện HDMI đúng không? Còn em muốn điều khiển tại chỗ thì em chỉnh con thiết bị local nó sẽ có một cái khóa local đúng không? Local remote, local của em là cao nhất, em chỉnh cho local là em muốn đóng mở là chỉnh em. Cấp điều khiển tại chỗ là cao nhất. Còn trên giao diện này người ta mới làm những cái giao diện khóa mềm nữa, chẳng hạn ví dụ ông chỉnh switch OCC A0 A2 đó, khóa thực ra là khóa mềm. Đó là một cái điều kiện là của DSS thôi. Còn một cái khóa ứng em mà những là quan trọng không, quyền nào quyền mà tôi chỉnh có local là quyền của tôi. Chạy dừng lại quyền của tôi rồi. Vậy là cái nhà máy điện mặt trời với là năng lượng mới này vẫn tham gia cái điều tăng cấp 2 không? Còn nhà máy điện mặt trời mình nó cái thông tư bao nhiêu, 28 hay 25 là 40 quy định nó về quy định cho nguồn nhà máy điện mặt trời thế này, cái tần số mình vượt qua tổng trừ một hạng đúng không, dưới 49 và trên 51 đúng không, là cái tần số cấp 2 hả, là cộng trừ 0.5 ra ngoài cái giải đó, nó ra ngoài không cái ra ngoài một hạng thì nhà máy điện mặt trời mới tham gia bắt buộc không, phải tự động điều chỉnh không cái tần số mà cộng trừ một hạt đó là nó là quy định rất riêng 49 đến 51 không, là quy định rất riêng cho nhà máy điện mặt trời. Nhà máy điện mặt trời luôn luôn giữ cố định công suất theo công suất bức xạ có nếu không có một lệnh nào từ A0 không trong trường hợp nếu tần số vượt ra ngoài cộng trừ một hạt chứ 49 51 nhà máy điện mặt trời phải tự động đáp ứng và tốc độ giảm công suất là nó cái đó là ra tức là phải từ 49 đến 51 là anh phải có khả năng phát công suất liên tục là trong cái giải đó tức là trong cái giải đó trong cái giải 49 đến 51 điều chỉnh là anh phát công suất bằng công suất đầu vào bức xạ nha giữ cái phát công suất liên tục vượt ra ngoài đó thì anh phải giảm công suất xuống với tốc độ là nó có quy định là 20 nhân cho f chia cho f1 trừ f quy định mức cho nó đúng không rồi chia cho f định mức nhân với b đúng nha, coi như là độ dốc tốc độ giảm mình là 20% đó, đúng nha. Còn là còn mà cái thời gian đáp ứng bao nhiêu thì mình không biết nhưng mà tốc độ anh phải giảm xuống được, đúng nha. Tần số mà thay đổi càng lớn, độ lệch càng lớn so với 51 hạt anh phải giảm xuống được lớn, đúng nha. Thì nó là F thì F1 mà toàn bị delta F đấy, đúng nha. Delta F nó sẽ tính toán được cái lượng giảm và nó đặt cho mình speed drop mình là 20%. Nhà máy mình đang đặt 20%. Thì cái này là hay này. Về A công là cái này là hay đấy. Cái này để cái về này vài bữa về coi cái setting cái cấu hình của bên nhà máy chắc cũng có cái mục này nhưng mà không biết có cái khóa đó thì không biết khóa hết hay là khóa thì cái mạng phần cài với điều độ không thì không biết. Bên mình là do mình đi mình thiết kế những nhà máy giống như máy đó thì sẽ mình nghĩ là sẽ có một gói thôi một gói chạm rồi xuống inverter tức là khi mà công nó làm nó sẽ nhìn cái gói 110 á nó nhìn cái gói chạm 110 22 đó hoặc là nó nhìn xuống tức là nếu mà nhìn vậy thì mình sẽ có hai hệ thống là DCS cho chạm riêng DCS cho nhà máy cho chạm inverter riêng DCS cho chạm 220 riêng hoặc là một hệ thống chung cho thiết bị đóng ngắt và thiết bị điều khiển phân biệt ra thôi. Phân quyền là trong đó A0 hoặc A2 là ví dụ những nguồn thì A0 là điều khiển còn A2 điều khiển phần thiết bị đóng cắt cái trạm thì nếu là chung đúng không? Không nhưng mà mình không biết là cái cấu trúc hệ thống DCS mình như thế nào. Ví dụ ông thiết kế của hệ thống DCS như thế này chung trong đó sẽ phân biệt thiết bị điều khiển trạm inverter một lớp riêng thiết bị điều khiển trạm 110 một lớp riêng nó có BLC riêng thôi hoặc là ông sẽ làm nguyên một cái gói 252 nó làm tách riêng một hệ thống điều khiển riêng làm riêng một hệ thống trạm inverter riêng mình không rõ là hệ thống DCS làm như thế nào bên này nó đang phân biệt hai gói nhưng mà thằng đến khi làm như vậy thì nó sẽ thành một cái là gì cái thằng trạm 110 của mình nó là thằng master của thằng inverter ở dưới trạm inverter nó cũng có một hệ thống DCS nhưng mà lúc đó điều khiển từ A0 sẽ qua trạm 110 lúc đó thằng 10 là master điều khiển xuống thằng inverter không không chạy thẳng inverter mà chạy vô 110 chạy qua lớp mạng 110 coi cái quay vô 110 rồi 110 đó mới nhận tín hiệu đó gửi thẳng xuống cho ông inverter trạm inverter nó cũng có hệ thống DCS nó có server đàng hoàng
thì lúc đó cái trạm 110 mình bắt tay với trạm trạm inverter qua hệ thống cái, qua đường mạng qua gateway, lúc đó mới đưa qua server của thằng trạm inverter và trạm inverter nhận lệnh nó từ A0 qua thằng 110 và đi điều khiển chứ không nhận lệnh trực tiếp. Nhưng mà sau này có thể những nhà máy nó không có cái không có tách ra thì nó sẽ chung luôn một hệ thống DC thì phân là điều khiển các thiết bị đóng ngắt 110 hoặc 252 đó, điều khiển inverter nó chung luôn một cái server đó, cùng một lớp mạng thôi. Thì mình không rõ cấu trúc nên nó sẽ thiết kế thế nào. Cái phần cấu trúc đó thì cũng chưa biết, tụi em cũng chưa có biết bên nhà máy là tại chưa có cái tài liệu chính về cái phần điều khiển mà SCADA chính á. Giờ mạch nội bộ với mạch kia cũng chưa có, ý là bữa nào nhà thầu người ta được bàn giao lại. Ừ.